Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của Nghi Nguyễn nha. Hôm nay Nghi xin chia sẻ với các bạn một cái món ăn mới, đó là ngòm tỏi xào thịt bò. Thì ở hàng đang vào mùa ngòm tỏi các bạn, nên là ngòm tỏi rất là ngon luôn. Ngòm tỏi ăn rất là bổ dưỡng và giàu chất đề kháng nữa. Thịt bò thì bổ máu, nên là thịt bò kết hợp với lại ngòm tỏi tạo nên một cái món ăn rất là thơm ngon, bổ dưỡng. Thì bây giờ để làm được cái món này như thế nào mà các bạn cùng vào bếp làm với Nghi cái món ngòm tỏi xào thịt bò này nha các bạn. Đây nè các bạn ơi, Nghi có một cái bó ngòm tỏi này nè. Một cái bó này Nghi mua là 2.000 won thì là khoảng 40.000 tiền Việt Nam mình đó các bạn. Cái bó ngòm tỏi mà để chọn loại ngòm tỏi ngon á, thì các bạn đừng nên chọn cái cọng quá dài, cọng như cái bó như người đang xài là vừa đó, mà cái màu xanh non á, màu xanh lá non các bạn nhiều á, là cái cọng đó nó non, còn mà màu xanh mà lá đậm nhiều á, là cái màu đó là nó sẽ ăn nó sẽ già, nó sẽ có xơ hơn á. Tại vì nếu như mà người ta thu hoạch đúng ngày á thì cái cọng của nó rất là non ngon. Còn mà thu hoạch trễ không kịp á các bạn thì cái cọng nó sẽ màu xanh đậm, nó sẽ bị già đi. Nên hôm qua Nghi đi ngang thì Nghi thấy cái cô đó bán xanh non ngon quá, Nghi mới ngừng lại, Nghi mua 3 bó. 3 bó thì cô tính mình là 5.000 won, là cô bớt cho mình 1.000 á. Là Nghi mua 3 bó là 100.000, khoảng 100.000 tiền Việt Nam mình á. Bây giờ nó sẽ cắt khúc vừa ăn, và ở trên cái khúc đầu á các bạn thì mình sẽ bỏ cái khúc đuôi, mình chỉ lấy một đoạn thôi. Cái đó là nếu như mà người cái đó là cái phần cái đầu bông á các bạn, nếu như mà người ta không không tỉa đi, không tuốt cái đọt á thì mai mốt nó sẽ trổ bông á. Nhưng mà đa số là người ta đều tuốt cái ngòm tỏi ra hết, tại vì nếu mà để ngòm tỏi nó trổ bông thì cái củ nó không tốt hay sao á, nên là người ta đều tuốt cái ngòm tỏi đó người ta bán để mà nuôi cái củ nó to. Bây giờ thì Nghi sẽ xào thịt bò. Đây là Nghi dùng 2 miếng bò này là bò của Mỹ nha các bạn. Bây giờ Nghi sẽ dùng một cái miếng to Nghi xào, còn miếng nhỏ Nghi cất, tại vì nhiều quá ăn không hết. Thịt bò Nghi đã cắt xong rồi, Nghi cho tỏi mầm lên rồi, bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào trong cái thịt bò này nha các bạn. Thì Nghi sẽ ướp một ít nước mắm. Bây giờ mình sẽ cho trong đây một chút xíu nước mắm. Rồi mình sẽ cho vào trong này một miếng axi ngon.
Nếu các bạn ăn đường thì các bạn cho đường vào, mình không ăn đường thì mình không cho đường. Bây giờ mình sẽ cho tiêu vô một ít. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái nguyên liệu này lên. Mình sẽ để 10 phút cho nó thấm rồi mình sẽ đem đi xào nha các bạn. Đây cái phần thịt bò này đã ướp 10 phút nó thấm rồi nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo dầu nóng lên mình bắt đầu xào. Rồi bây giờ cái chảo dầu nó nóng rồi mình sẽ cho vào trong này một tí xíu dầu ăn. Khoảng 3 muỗng canh dầu ăn nha các bạn. Mình sẽ cho cái phần thịt bò mình ướp rồi nè. Tại vì trong thịt bò nó có tỏi rồi mình xào cây tỏi nữa nên mình không cho tỏi vào trong dầu. Đây là cái cọng ngòm tỏi mình đã rửa sạch rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào trong cái chảo thịt bò luôn nha. Cọng ngòm tỏi nó non dễ sợ luôn các bạn ơi. Mình mua cọng ngòm tỏi á, các bạn đừng có lấy cái cọng mà nó dài quá cũng không ngon nữa, nó vừa là được rồi. Dài quá nó cũng bị già nữa. Mình sẽ đảo đều cọng ngòm tỏi và thịt bò lên. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại cho nó chín một tí xíu. Rồi ngòm tỏi của mình nó đã chín rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ cho vào trong này một miếng matsukum, là loại muối có bột ngọt sẵn trong đó luôn nha các bạn. Mình cho vào một muỗng này nữa là vừa ăn á. Lúc nãy mình đã ướp trong thịt bò một miếng rồi nên bây giờ mình chỉ cho lại một muỗng muối matsukum, là muối có bột ngọt, là nó sẽ vừa ăn luôn. Nếu các bạn không có muối này thì mình sẽ cho một tí xíu muối và một tí xíu bột ngọt nha, gọi là axi ngon. Rồi cái món ăn của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ múc ra dĩa ăn cơm thôi. Đây là bữa cơm tối của gia đình Nghi. Tại vì bình thường buổi sáng Nghi không có nấu ăn, mà Nghi hay nấu buổi tối. Tại vì buổi sáng là đồ ăn hôm qua Nghi nấu còn á, nên là một ngày thì Nghi chỉ nấu buổi tối thôi. Cọng tỏi rất là giòn ngọt thơm lắm các bạn. Ở trong nó ngọt, ngoài nó giòn giòn. Cọng tỏi này nè, ở hàng người ta nấu được nhiều món lắm. Xào hoặc là người ta làm kim chi, rồi người ta ngâm nước tương chua ngọt đó các bạn. Người ta hay làm cái món ngâm nước tương chua ngọt nhiều lắm. Tại vì người ta làm cái món đó người ta để trong tủ lạnh ăn được quanh năm luôn á. Rồi bây giờ Nghi mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với lại gia đình Nghi nha. Hôm nay Nghi ăn với lại cá chiên nè, cá đù vàng chiên, tai heo luộc, ngòm tỏi xào với thịt bò, măng ăn nước tương. Rồi cảm ơn cô chú và các bạn đã xem video của Nghi và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video mới tiếp theo. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy bấm like, đăng ký và share cho các bạn cùng biết nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại.